Vâng, thưa quý vị, như đã đề cập ở phần đầu chương trình thì cơn bão số 1 đổ bộ vào miền Bắc trong đêm qua và rạng sáng nay, dù cường độ không quá mạnh nhưng cũng đã gây ra thiệt hại đáng kể cho người dân tại các địa phương. Ở tại Hà Nội thì sau cơn bão, người ta lại phải chứng kiến hình ảnh quen thuộc khi hàng trăm cây xanh bật gốc đổ gục ngổn ngang trên các tuyến phố. Không chỉ làm ách tắc giao thông mà việc cây xanh gãy đổ với số lượng nhiều trên khắp các tuyến phố còn đe dọa an toàn tính mạng của người dân thủ đô. Và một lần nữa, người dân Hà Nội lại đặt ra một câu hỏi: tại sao cây xanh của thủ đô lại dễ dàng ngã đổ đến như vậy? Là lỗi của thiên nhiên hay có phần trách nhiệm của con người? Cần phải làm gì để cây xanh không còn mong manh trước mưa gió nữa? Và chuyện tối nay ngày hôm nay xin được dành thời lượng để bàn về câu chuyện này. Và xin được giới thiệu khách mời trong trường quay ngày hôm nay chính là ông Nguyễn Lân Hùng, một chuyên gia về sinh học nông nghiệp. Trước hết thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là hình ảnh được phóng viên một đài truyền hình ghi lại được trong sáng nay trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội. Một cây xanh bất ngờ đổ ập xuống, đè lên hàng loạt người đi đường. Rất may sự có mặt và hỗ trợ kịp thời của những người tham gia giao thông nên tai nạn thương tâm đã không xảy ra. Trên một số tuyến phố khác, chẳng khó để bắt gặp hình ảnh cây lớn, cây bé đổ la liệt bên đường. Điều đáng nói không chỉ những cây mới trồng, mà ngay cả những cây to cũng phải chịu gục ngã trước gió lớn. Nguyên nhân trực tiếp nhất khiến cây đổ, theo người dân, là do việc thi công vỉa hè, công trình ngầm khiến rễ cây bị ảnh hưởng. Nếu rễ cọc cái cây to này thì nó mới có khả năng nó giữ được. Nhưng bởi vì nó là dễ chùm mà cây to nó nặng này, gió nó thổi thì nó bật lên thôi. Mấy cả người ta cải tạo đây thì người ta đang làm đây cũng có thể là người ta bị chặt đến một đoạn, chặt đến một ít rễ này nó bật lên thôi. Bên cạnh đó, việc lựa chọn không đúng chủng loại cây đô thị, thực hiện trồng và chăm sóc cây xanh không đúng kỹ thuật cũng khiến người dân băn khoăn lo lắng. Theo tôi thì một là do giống cây là chọn không được hợp lý. Thứ hai nữa là người ta trồng cây thì nó lông quá nên rất dễ đổ, như thí dụ như đường Thanh Nhàn nhỉ? Mới trồng có một thời gian rất ngắn nhưng tôi vừa lấy đi qua rất là lông lắm, không sâu và không đảm bảo. Thứ hai nữa không có cái cột trống này, cột trống thí dụ như ở trên Hoàn Kiếm là người ta có cột trống, nó cây bao giờ nó mọc phải cứng thì người ta mới bỏ cái cột trống đấy. Riêng tuyến phố này tôi đếm được là 12 cây, bên trong khu dân cư là 14 cây, toàn những cây to, và dọc cái trục đường Láng Hạ và chung quanh Hồ Thành Công là đổ khá nhiều. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải nghiên cứu và xem xét lại cái hệ thống cây xanh làm sao để đảm bảo cây vừa mát nhưng mà vừa bền vững khi có sự cố xảy ra. Vâng, thưa ông Nguyễn Lân Hùng, chắc chắn là sáng nay khi bước ra khỏi nhà thì ông cũng đã chiêm ngưỡng cái cảnh giống như phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận, đó là cây cối ngổn ngang trên các tuyến phố. Vậy thì lúc này ông có suy nghĩ gì hay không? Sáng nay tôi có việc phải vào Sở Khoa học Công nghệ đi vào Hà Đông, dọc đường thấy rất nhiều cây đổ. Nhưng phải nói này, không phải bình thường đâu. Trong này cái lỗi của mình là năm nay cái đơn cơn bão này ta dự kiến là không đúng, giật đến cấp 11 chứ không phải đơn giản. Cơn này là rất mạnh mà chính tôi chứng kiến mất ở Hà Đông, một cây đổ ngay trước mặt mình, cấp là 11. Cho nên cái dự báo mình lần này không chính xác lắm. Cái đó là một cái lỗi đầu tiên. Anh em mình có phần chủ quan, bản thân tôi cũng chủ quan nghĩ là không được, nhưng gió giật quá mạnh, cho nên ở bão như vậy, mạnh như vậy thì cái đổ gãy là cái chuyện là chúng ta phải thấy là phải chấp nhận chuyện đó rồi. Cái thứ hai là ta nhìn vào cái cơ cấu cây bị đổ, thì các chị đi dọc phố, ngay cả phố của chúng ta thôi, chủ yếu là lim xẹt, đấy, cái gọi là cái muồng đấy mà các bạn gọi lim xẹt, thì trong cái cơn dông lần trước của Hà Nội, trong 2.000 cây thì đã là hơn 600 cây là lim xẹt rồi. Mà những cây lim xẹt thế này, khi đổ lên ta nhìn thấy rõ ngay, dễ nó ăn rất nông, mà lại dễ lại yếu nữa. Đấy, cây lim xẹt thì có gì hay, cây lên rất đẹp, tán rất tốt, cao vừa phải, hoa vàng rất đẹp. Nhưng cây này là cây mà rất dễ bị đổ. Và ngay cơn này chúng ta thấy là đổ chủ yếu là lim xẹt. Cho nên là trong cái cơ cấu cây trồng thì ta phải tính xem làm sao được. Một cái nữa rất nguy hiểm là tôi thấy ở ngay cái phố Nguyễn Trãi, Hà Đông, sáng tôi vào, một cây xà cừ to như thế này đổ xuống. Cái chỗ ấy thì không gặp cây, nhưng còn đây thì các bạn thấy là cây nó đang đèn cái ô tô, chứ nó đèn vào xe tăng đẹp. Xà cừ nó rất to, nhưng mà dễ lại là dễ nâm. Cho nên là cây đó chúng tôi cũng đã có đề xuất rồi, nhưng mà làm thế nào để những cái cây mà nguy hiểm ấy phải đưa ra ngoài. Đối với cây cổng Hà Nội ta phải đẩy, cây trồng thành phố nói chung mà khâu đầu tiên là phải an toàn.
phải đảm bảo cây là an toàn, thứ hai phải có lá xanh, nếu xanh quanh năm tốt, thứ ba mới đến hoa trái đẹp. Đó là những nhận định ban đầu của ông Nguyễn Văn Hùng từ góc độ của một chuyên gia khi mà buổi sáng ngày hôm nay ông quan sát thấy đường phố Hà Nội ngổn ngang những cây xanh gãy đổ. Và chúng ta sẽ còn bàn sâu hơn về câu chuyện là cơ cấu cây trồng ở Hà Nội như thế này đã hợp lý hay chưa ở phần sau của chương trình. Nhưng mà có một chi tiết tôi muốn chú ý tới, đó là theo như ông vừa nói, chúng ta dự báo chưa được chính xác lắm và có thể là gió giật tới tận cấp 11. Nhưng mà theo ông rằng con số thống kê khoảng gần 700 cây xanh gãy đổ trên khắp các đường phố Hà Nội thì có tương xứng với một cơn bão như thế này hay không? Chúng ta liệu là có cần phải mất mát nhiều cây xanh như thế với một cơn bão cấp 11? Và tôi nghĩ rằng là cơn bão cấp 11 sẽ không quá hiếm xảy ra ở một đất nước thường xuyên có bão như đất nước của chúng ta. Phải nói là thế này, ở đây có nhiều nguyên nhân. Mà nếu như Hà Nội mà không lo trước thì còn đổ nhiều nữa. Hai tháng trước đây bạn thấy rằng là Hà Nội cắt tỉa rất nhiều. Mà cái này phải nói là tôi thấy là đồng chí chủ tịch mới Hà Nội, anh Trung ấy, anh đã rất quan tâm chuyện này. Anh nhập những cái máy của Singapore về và các bạn thấy người ta cắt lên tới tận 30-40 mét, người cắt được. Hà Nội hai tháng vừa rồi đã cắt rất nhiều, nếu không cắt tỉa thì còn đổ gãy nhiều nữa, vâng ạ. Mà cắt tỉa như vậy là rất nhiều cây được cắt tỉa rồi, thì vì cái cây nó rất lớn như vậy, gió mạnh như vậy, thì còn bây giờ tại sao cây đổ thì có rất nhiều không. Vừa nãy tôi nói chủng loại là cái mà chúng ta phải bàn, chọn những cây tại sao cây xấu nó không đổ. Cái đường Trần Phú, đường Phan Đình Phùng, đường quanh bờ hồ, những cây dấu có đổ trong từ thời Pháp 100 năm nay rồi, không đổ. Cái chọn đối tượng cây là rất quan trọng. Cái thứ hai, chúng ta không đồng bộ giữa cái việc trồng, thế thì anh làm điện, anh làm nước, cứ đào lên, mà đào lên tôi trồng xót lắm, cái rễ tôi to nó cắt đứt luôn, thế thì làm thế nào mà nó chịu được. Cái cây này là dễ lan nông mà lại đường ta lại cắt đi này. Cái thứ ba nữa là, tôi nói là cái này, chính bà con mình, ý thức của người dân. Cái cây bên đường mà bây giờ tôi thấy rất nhiều người cứ đổ các thứ, nước xà phòng rồi các quán ăn để đổ cả muối cả miếng vào, ta không có trách nhiệm đối với cây thì rất khó. Anh em ở công ty công minh xanh họ cũng rất cố gắng, và chính là họ là người đau xót nhất, họ trồng cái cây lên bị cây đổ họ đau xót lắm nhất, nhưng lực lượng rất mỏng. Tôi nghĩ chị ngay bây giờ chị nhìn thấy cái cây nó bật lên nó đổ rồi dễ này, nếu như ta dựng lên bây giờ sống được. Thế nhưng có ai lo đâu, chả ai lo cả, rất nhiều cây đang nằm xuống, có cả bộ rễ, nhưng chúng ta nhìn trên ảnh này. Nhưng nếu bà con ở khu phố, mặt trận tổ quốc là chỗ này phải làm đấy, tổ phối hợp bà con, 5-7 gia đình cùng đấy chống nó lên được, dựng nó lại được, thì nó sẽ hồi lại được. Cũng như bác nói rồi, cây trồng, nếu mà non thì ta phải chống, không chống là khuyết điểm rồi. Nhưng mà bây giờ nó đổ xuống rồi, ta có thể hồi phục được, chứ không phải bây giờ là cứ lên, cây nó còn cứu được, thì cố gắng là cứu ngay, thì tôi cho là rất thành công. Vâng, thưa ông Nguyễn Lân Hùng, như vậy theo những phân tích của ông thì có phải là Hà Nội đã và đang lựa chọn những chủng loại cây trồng đô thị sai không thưa ông? Trước đây cái lỗi thì nó, mình gọi là lỗi thì để anh em đi góp ý thôi, thì họ sẽ quyết định. Nhưng tôi cho ví dụ liêm sẹt thì không nên mở rộng nhiều và nên bớt đi, cây rất đổ. Qua hai đợt bão năm trước là 600 cây rồi, đợt bão lần này mấy trăm cây thì chủ yếu vẫn là liêm sẹt. Thì chúng ta phải qua đó ta rút kinh nghiệm, những cây đó thì anh em trồng từ trước rồi, nên chọn. Và anh em chúng tôi bên sinh học thì sẵn sàng góp ý với Hà Nội, đóng góp Hà Nội để ta chọn những đối tượng cây nào vào Hà Nội nó phù hợp nhất, nó xanh, nó đẹp, nó vừa phải, tán vừa phải. Cây thành phố không phải là cây quá cao, cây trong thành phố là cây tán vừa phải và có tán tốt mà lại xanh quanh năm được thì rất tốt. Thì hiện nay chúng ta có rất nhiều loại cây, nhưng mà những đóng góp ấy thì sẽ dần dần. Nhưng trước mắt là những cái cây mà chúng ta thấy là qua cái đợt dông bão này ta thấy nó ảnh hưởng xấu thì ta nên họp lại với nhau bàn bạc để loại bớt những cái loại cây mà nguy hiểm và những cây dễ đổ gãy thì nên bỏ ra. Vâng, thưa ông, gần đây thì có rất nhiều người lo lắng là việc là Hà Nội đang cho trồng hàng loạt những cây phượng ở những cái giải phân cách thì có thể là sẽ làm tăng những cái nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão. Là một chuyên gia về cây thì ông nghĩ đây có phải là điều đáng lo ngại không thưa ông? Tôi rất nhiều người hỏi điện tôi về cây phượng. Và nếu các bạn có dịp các bạn đi dọc tất cả các tỉnh miền Trung, từ Hải Phòng đi vào, phượng trồng rất nhiều. Hải Phòng tháng năm dợp trời hoa phượng đỏ, cây phượng là cây thành phố, chứ đừng nhẫn cây phượng với cây liêm sẹt. Mọi người cứ nói là lấy cây phượng hoa vàng, không, cây liêm sẹt là riêng, cây phượng khác, cây phượng dễ khá hơn nhiều. Cây phượng trồng, tôi ví dụ cái phố Trần Đăng Ninh, hiện nay là cây liêm sẹt, nhưng mấy ngày nắng vừa rồi mà các bạn đi qua đấy, chính là cái giải giữa đấy mà có nó đỡ mát hơn nhiều. Nhưng nếu mà ta thay cái liêm sẹt bằng cây phượng thì cho hay vô cùng. Mà hai bên cây lớn, chính giữa hàng phượng, đỏ rất đẹp. Mà phượng không phải là gãy đổ nữa. Tôi vừa đi công tác thì trong kia ra một loạt các tỉnh miền Trung, cả Phú Yên, Quy Nhơn, bà con trồng rất nhiều.
phượng là cây đẹp chứ không phải. Thì anh em chỉ có này, này cự ly cho đúng. Thứ hai là những giải phân cách quá hẹp thì ta đừng đưa vào. Thế còn nó khoảng 2-3 mét thì tôi cho là rất tốt nên đưa vào. Lâu nay chúng ta chỉ trồng hoa, trồng cây thấp thôi. Nhưng mà cây phượng vào tôi cho là đẹp, theo cá nhân tôi nghĩ là đẹp. Mà ở các thành phố tôi thấy rất nhiều. Phượng là cây của thành phố, không phải là cây bỏ đi. Thì dư luận nhiều khi bà con phải là ghét. Bà con cũng vì yêu thủ đô, bà cũng muốn đóng góp. Nhưng có khi là nhìn nhận nó chưa đầy đủ. Thì ta có nêu ý kiến như vậy thôi. Vâng. Ta cái là nên bàn bạc. Như vậy là thắc mắc về cây phượng đã được giải tỏa. Tôi có một băn khoăn, đó là người dân Hà Nội hiện nay thì có tâm lý là mỗi khi trời mưa to gió lớn thì ra đường rất là sợ cây và né cây. Trong khi thủ đô của chúng ta thì vẫn phải phát triển theo chiều hướng là trồng thêm cây xanh, phát triển thêm hệ thống cây xanh nữa. Vậy thì bao giờ người dân mới cởi bỏ được cái tâm lý sợ cây né cây này? Nhân chị nói phải nói là này, chính đồng chí chủ tịch mới ra cái chỉ thị tôi biết là Hà Nội trồng thêm 1 triệu cây xanh. Cái đó là rất hay. Thủ đô chúng ta là quá đông người rồi, quá nhiều bê tông. Chúng ta rất nhiều cần cây. Vâng. Cây thứ nhất là che mát, thứ hai là lọc không khí. Thủ đô ta phải lọc. Đấy, thì cái đó là ý tưởng của đồng chí chủ tịch là rất hay, 1 triệu cây. Nhưng chọn cây gì thì cái đó phải bàn. Thì có lẽ là qua những đợt bão này thì chúng ta cũng rút kinh nghiệm. Các chuyên gia về lâm nghiệp, các chuyên gia về sinh học cùng với anh em ta cùng bàn với nhau chọn cây gì cho thủ đô. Ở quanh chúng ta có rất nhiều nước, người ta cũng trồng cây. Và bản thân chúng ta cũng có những cây rất là tốt. Những cây từ thời Pháp trồng. Các chị thấy phố Lý Thường Kiệt, phố Trần Hưng Đạo có đổ gãy đâu. Những cây đó, cây công nguội là rất tốt. Cây xấu rất tốt. Ví dụ cây xấu hiện nay thì sau khi chúng tôi góp ý rất nhiều phố trồng. Nhưng không phải là Hà Nội chỉ có trồng xấu. Ta phải có nhiều cây. Nhưng cây trồng vào thì phải đảm bảo. Theo tôi vẫn 3 yêu cầu. Thứ nhất là phải an toàn, không có đổ gãy. Thứ hai là phải có lá xanh, mà xanh quanh năm thì tốt. Thứ ba là có màu sắc đẹp, hoa đẹp. Thì 3 yếu tố đó chúng ta đảm bảo tốt thì Hà Nội chúng ta sẽ xanh sạch đẹp thôi. Vâng, vậy thì có những kinh nghiệm, những bài học gì quý giá mà chúng ta có thể học tập được từ các nước bạn trong việc là trồng cây xanh ở đô thị, làm sao vừa đảm bảo cảnh quan lại vừa có thể chống chọi được khi có mưa to bão lớn? Đây là ý chị nói là vừa rồi cũng có cái chuyện ồn lên, đồng chí chủ tịch bắt công ty nguyên danh để đi học, thì có người mà trồng cây mà đi học. Không đúng, tôi đi mấy nước chung quanh mình này, mình thấy là nó cũng như mình, nó nhiệt đới như mình. Tại sao cây nó đẹp thế? Nó phải học, nó bố trí như thế nào, nó chọn cây nào. Cây đó là mình cũng có, nó cũng có, tại sao nó chọn được? Ngay Nam Ninh thôi. Tôi từ nhỏ, từ hồi nhỏ tôi học bên Trung Quốc, ở Nam Ninh, thành phố, bây giờ thành phố đẹp. Cây rất nhiều, mà cây họ rất hay. Cây họ cũng giống cây mình. Tại sao họ làm được? Ta phải học, ta phải tìm xem tại sao họ chọn tốt. Thì lâu nay ta cũng có cây. Ta tự hào vì chúng ta là nhiệt đới. Nhưng mà làm thế nào bố trí và chọn cây gì, trồng như thế nào để được, để đảm bảo mát. Thế theo tôi, phải đi học. Nhà tôi và nhà chị đều có cây cảnh như nhau. Chị bày đẹp hơn thì tôi phải sang tới học. Học cách bày của chị, học cách chăm sóc của chị. Học là quan trọng. Theo tôi nghĩ là đừng có chủ quan. Mình là ta có đủ loại cây thì phải đi học người ta. Học là rất quan trọng. Cách làm bố trí. Các thành phố quanh mình, Bangkok, thế rồi quanh mình rất nhiều thành phố, tôi sang Trung Quốc tôi thấy những thành phố Việt Nam nó thay đổi rất nhiều. Thì cái đó là nên học và nên để đưa vào một cái bộ cây tốt, những cây tốt. Và cái này nữa là cố gắng là đồng bộ. Anh công ty công viên cây xanh, anh điện lực, anh nước làm thế nào phải cùng với nhau. Chứ trồng xong ông kia lại chặt rễ ông lại đưa lên. Mà liên tục, Hà Nội tôi thấy đào bới liên tục như vậy thì ta không phải là nhà quản lý, nhưng ta mong rằng là các đơn vị quản lý làm sao ta hợp lực với nhau làm cùng một lúc, xong điện nước đi rồi ta đưa cây xuống và để cho tôi vĩnh cửu để cho dễ là ăn ra kịp tốt hơn. Vâng, để tránh tình trạng là người trồng thì cứ trồng mà người đào thì vẫn cứ đào. Vâng. Dẫn tới một kết quả là chúng ta đã có gần 700 cây xanh ngã đổ trong một trận mưa to bão lớn như ngày hôm qua, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị, cây xanh đô thị thì được trồng để nhằm tạo ra bóng râm, lọc không khí và tạo cảnh quan, giúp cho người dân đô thị có được một không gian sống trong lành, xanh sạch đẹp. Nhưng nếu cây xanh không được quy hoạch, không được trồng chăm sóc một cách khoa học, và nếu những người có trách nhiệm quản lý cây xanh không làm công việc của mình một cách có trách nhiệm, thì cây xanh hoàn toàn có thể trở thành những cây bẫy, những mối đe dọa tới tài sản của người dân.